Xin chào cô chú anh chị và các bạn. Chủ đề hôm nay mình xin chia sẻ với các bạn là câu chuyện về bức Tam Thánh Ký Hòa Ước nơi Hiệp Thiên Đài bên trong đền thánh nha các bạn. Bức Tam Thánh Ký Hòa Ước do họa sĩ Lê Minh Tòng vẽ vào năm 1947, tức là được vẽ trước khi Đức Hộ Pháp làm lễ trấn thần đền thánh. Từ buổi đầu vâng lệnh Đức Lý chọn mảnh đất nơi đây làm thánh địa và xây cất tổ đình cho nền đại đạo, thì tất cả bản vẽ, bản thiết kế đền thánh đều được Đức Lý Giáo Tông và Đức Chí Tôn chỉ dạy tỉ mỉ thông qua một hình thức, đó là thông công cùng các đấng vô hình, hay còn gọi là cơ bút. Không phải do một bàn tay hay khối óc nào nơi thế tục mà vẽ ra được một kiến trúc ẩn tàng triết lý cùng giáo lý trên từng chi tiết của đền thánh như ngày hôm nay. Đền thánh được xây dựng theo kiểu như một quyển vở của thiên đình, hay còn gọi là tòa Bạch Ngọc Kinh tại thế. Tương truyền, khi tiến hành xây dựng đến đâu thì Đức Lý Giáng Cơ dạy bảo đến đó, không ai biết trước ngày mai sẽ bắt đầu xây dựng những gì và làm gì. Sau nhiều lần tạm ngưng và biến cố rồi lại tiếp tục cho đến khi hoàn thành tổ đình như ngày hôm nay. Nhưng suốt quá trình xây dựng, tất cả các chi tiết đều được tượng hình và hoàn thành, thì rất nhiều người có một câu hỏi là: tại sao trong phần Hiệp Thiên Đài, trên vách có một khuôn viền xi măng để sẵn không biết để làm gì và chỗ đó được tạo tác những gì? Không một ai được biết, kể cả Đức Hộ Pháp. Tất cả chỉ biết làm theo họa đồ mà Đức Lý Giáo Tông đã truyền dạy qua cơ bút mà làm. Đức Hộ Pháp nói trong ngày trấn thần đền thánh và bức Tam Thánh Ký Hòa Ước như sau: trước kia bần đạo cũng không hiểu để làm gì, chỉ biết tạo theo lệnh của Đức Lý Giáo Tông. Ngày nay do thời cuộc biến thiên, vị hiền tài Lê Minh Tòng ở hải đảo trở về đây, Đức Lý truyền lệnh vẽ ảnh tượng này, mới hiểu rằng Đức Lý chờ người mà ngài cần dùng đến. Trước tượng ảnh không có bàn thờ chi hết, vì chân linh của các ngài đã nhập vào đó như người sống vậy. Kể từ ngày 14 tháng 8 năm 1948, tượng ảnh Tam Thánh đã đặt lên vách tường của Hiệp Thiên Đài là biểu hiệu cho chủ nghĩa đại đồng của đạo Cao Đài, mở đầu cho một giai đoạn tiếp dẫn chúng sanh vạn quốc vào cửa đại đạo. Đó cũng là nền móng cho việc truyền giáo ra ngoại quốc. Tam Thánh Ký Hòa Ước, tam là ba, là số ba. Thánh, ý chỉ ba vị thánh. Ký có nghĩa là ghi chép. Hòa ước là bản giao ước giữa các bên để theo đó mà thực hiện. Tam Thánh là ba vị thánh. Ở đây chỉ ba vị thánh đứng đầu Bạch Vân Động, đó là Thanh Sơn Đạo Sĩ, tức Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm, Nguyệt Tâm Chân Nhân, tức là Văn Hào Victor Hugo của nước Pháp, Tôn Trung Sơn Chân Nhân, tức là Tôn Văn, hay còn gọi là Tôn Dật Tiên, là nhà đại cách mạng của nước Trung Hoa. Bản hòa ước này được gọi là Đệ Tam Thiên Nhân Hòa Ước, tức là bản hòa ước thứ ba giữa trời và người. Chữ ký trong Tam Thánh Ký Hòa Ước không có nghĩa là ký tên vào hòa ước, mà nghĩa theo chữ Hán có nghĩa là ghi chép. Trên bức tượng ảnh Tam Thánh Ký Hòa Ước, chúng ta thấy rõ là Đức Thanh Sơn Đạo Sĩ chép Thiên Nhân Hòa Ước bằng chữ Hán lên tấm bia đá, và Đức Nguyệt Tâm Chân Nhân cũng chép Thiên Nhân Hòa Ước bằng chữ Pháp lên tấm bia đá. Hai vị ấy không có ký tên vào hòa ước, vì Tam Thánh không phải là đại diện của nhân loại để ký hòa ước với Đức Chí Tôn. Tam Thánh Ký Hòa Ước là ba vị thánh ghi chép bản Thiên Nhân Hòa Ước lên tấm bia đá để công bố cho toàn nhân loại biết rõ. Trong buổi lễ rước tượng ảnh Tam Thánh Ký Hòa Ước khởi hành vào lúc 8 giờ sáng ngày 10 tháng 7 năm Mậu Tý, tức ngày 14 tháng 8 năm 1948 dương lịch, rất đông chư chức sắc của Hiệp Thiên Đài, Củ Tùng Đài và cơ quan phước thiện cùng chức việc đạo hữu nam nữ đến dự. Bức tượng ảnh được treo ở bình phong trong Hiệp Thiên Đài tại Tòa Thánh Tây Ninh nhân ngày lễ trấn thần Tòa Thánh. Ba vị thánh mặc y phục tương ứng với các nền văn hóa tiêu biểu, trên đầu cũng có ánh hào quang chiếu diệu. Một người ghi nội dung hòa ước bằng chữ Hán, một người ghi bằng tiếng Pháp với cùng nội dung như sau: Thiên Thượng Thiên Hạ Bác Ái Công Bình. Tượng ảnh Tam Thánh ngay trên bức tường chắn ngang Tịnh Tâm Điện với chánh điện bên trong. Trên vách có bức họa hình Tam Thánh với kích thước lớn bằng cơ thể người thật. Hình ảnh đó là ba vị thánh nơi Bạch Vân Động,
vâng lệnh của Thượng Đế giáng thế giúp đời và thường giáng cơ dạy đạo. Trạng trình Nguyễn Bỉnh Khiêm, thánh danh Thanh Sơn Đạo Sĩ. Ông là một danh nhân nổi tiếng của Việt Nam vào thế kỷ 16, từng đổ trạng nguyên và được phong tước là Trình Tuyền Hầu, nên dân gian thường gọi ông là Trạng Trình. Ông nổi tiếng về đạo đức và có tài tiên tri, hiệu là Bạch Vân Cư Sĩ. Ông từng mở trường dạy học. Các tín đồ cao đài tôn phong ông với đạo hiệu là Thanh Sơn Đạo Sĩ. Ông là người thầy đứng đầu Bạch Vân Đồng. Trong Tam Thánh Ký Hòa Ước, Đức Thanh Sơn Đạo Sĩ, tức Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm, mặc bộ triều phục của một quan văn đại thần Việt Nam thời phong kiến. Ngài cầm bút lông mèo vừa viết xong 8 chữ nho: Thiên Thượng Thiên Hạ, Bác Ái Công Bình. Victor Hugo thánh danh là Nguyệt Tâm Chân Nhân. Ông là một nhà văn Pháp nổi tiếng thế giới vào thế kỷ 19. Các tác phẩm của ông đều mang tính cách mạng và đầy tính nhân văn. Các tín đồ cao đài tôn phong ông với đạo hiệu là Nguyệt Tâm Chân Nhân, làm trưởng đạo Hội Thánh Ngoại Giáo. Trong Tam Thánh Ký Hòa Ước, Đức Nguyệt Tâm Chân Nhân, tức văn hào Victor Hugo của nước Pháp, mặc áo mão như một vị bá tước, vì Ngài là một hàn lâm học sĩ của nước Pháp thời bấy giờ. Ngài cầm bút lông ngỗng viết 6 chữ Pháp, được dịch ra nghĩa như sau: Thượng Đế và Nhân Loại, Bác Ái và Công Bình. Tôn Dực Tiên có thánh danh là Trung Sơn Chân Nhân. Ông là nhà cách mạng nổi tiếng của Trung Quốc vào đầu thế kỷ 20, là người đề ra thuyết tam dân, có nghĩa là dân tộc, dân quyền và dân sinh. Ngài cầm nghiên mực rực rỡ hào quang, để cho hai vị thánh chấm bút lông vào nghiên mực mà viết chữ lên bia đá. Đức Thanh Sơn chấm bút lông vào để viết chữ Hán. Đức Nguyệt Tâm chấm bút lông vào để viết chữ Pháp. Hai thứ chữ viết ấy tượng trưng cho hai nền văn minh Đông và Tây. Hai cây bút cùng sử dụng một nghiên mực thể hiện sự dung hòa hiệp nhất để tạo nên bản hòa ước trên bia đá thông qua triết lý nho giáo của Đức Khổng Tử. Các tín đồ cao đài tôn phong ông đạo hiệu Trung Sơn Chân Nhân. Trong Tam Thánh Ký Hòa Ước, Tôn Dực Tiên mặc y phục Trung Hoa đầu thế kỷ 20, tay cầm nghiên mực, hàm ý đại diện cho trí thức tổng hợp dung hòa của hai nền triết học Đông Tây. Tam Thánh là đại diện của Hội Thánh Ngoại Giáo, các ngài là những thiên mạng truyền giáo ngoại quốc, cho nên tượng ảnh ở Hiệp Thiên Đài, tượng Tam Thánh dây mặt ra ngoài cho thiên hạ đều thấy mà hưởng ứng theo tiếng gọi thiêng liêng của các ngài. Ký hòa ước nghĩa là minh chứng cho sự thỏa thuận của nhân loại với Đức Chí Tôn, tức là Thượng Đế, về sự khai mở đạo trời, tức đại đạo tam kỳ phổ độ. Đến đây mình xin tạm dừng video tại đây. Cảm ơn tất cả mọi người đã dành thời gian xem video cũng như tìm hiểu về đại đạo tam kỳ phổ độ. Hẹn gặp lại tất cả các bạn trong những video sau.